rạp phim là một công việc khó. Chúng ta nghĩ cách làm sao giữ zombie tránh xa rạp phim ra. Nhưng chúng ta không nên gọi là nghĩ cách, vì bộ não luôn thu hút zombie. Zombie là thể loại phim kinh điển, nhưng không nhiều người muốn thấy zombie ngoài đời thật. Ví dụ, không ai muốn thấy Chu trong rạp phim. Zombie chỉ nên ở trong màn hình, chứ không phải ngoài ghế rạp phim. Nếu zombie xuất hiện lúc phim đang chiếu, rạp phim sẽ bị phá sản. Ivy không thể để chuyện này xảy ra trong ca trực. Xin lỗi zombie, tạm biệt. Không còn zombie ở rạp phim, không phải trong ca của Ivy. Lại là cô nàng zombie. Ivy nghi ngờ gì đó. Cấm zombie, nhưng nàng zombie phủ nhận. Dù vậy, Ivy có một bài kiểm. Chọn tấm thể hình đồ ăn con người. Nhưng với zombie, mọi đồ ăn đều giống nhau. Nhưng Chu đã gặp May. Giai đoạn 2, phim giới hạn độ tuổi. Zombina, Zombiliera, sinh năm 1999. Được rồi, ổn đó. Cậu qua bài kiểm, xem phim vui vẻ nha. Bài kiểm cần cải thiện một chút. Vừa nãy là chứng minh thư giả đó. Chu rõ ràng từng yêu phim khi cô còn sống, nhưng cô gặp rắc rối khi đến rạp phim vì dù cô là xác sống. Xem ra cô muốn trả thù. Cô nói với bảo vệ anh chàng này cũng là zombie. Cô ta nhìn rất giống. Bọn trẻ ngày nay, zombie kỹ thuật số. Bọn không đi đâu mà thiếu thiết bị của mình. Tony đến đây để hẹn hò cùng một zombie. Bảo vệ không chắc về việc này. Tony nghiêm túc sao? Cậu nói gì vậy? Chỉ là không ngủ đủ giấc thôi. Cô nàng đó học suốt đêm. Thiệt đó. Mỗi khi Ivy không ngủ đủ, cô ấy nhìn giống zombie lắm. Và đôi mắt đó. Cô nàng không chỉ tin mà còn đưa cho cô chút cà phê. Thật tốt bụng. Vậy mà mọi người nói bảo vệ vô tình. Sao vậy? Cô thật sự vô tình. Zombie vẫn bị cắm, nhưng Chu vẫn cố gắng vào trong rạp phim. Cô không ổn cho lắm. Cứ thế này thì cô không vào được rạp là cái chết rồi. Trừ khi ai đó ném cô. Mọi người đang ngồi vào chỗ. Đây là giây phút tuyệt vời để ném cô vào. Nhắm chuẩn lắm. Jules đã vào được rồi. Hoặc xô bắp rang. Thật là may. Thật tuyệt khi làm bạn với cầu thủ bóng rổ. Cậu bạn thô lỗ kia. Cậu đang cố chen hàng hả? Đây là điều không chấp nhận được ở rạp phim này. Còn nữa, không chấp nhận zombie. Bạn có phải giảng điều này cho cậu bao nhiêu lần nữa hả Jules? Cấm zombie, sống lại đi, rồi hãy quay lại. Cậu để ý bắp rang làm cái gì? Cậu bỏ mắt mình vào bắp hả? Ghê quá, nhưng hiệu quả. Nếu toàn thay zombie không thể vào rạp, ít nhất mắt của cô nàng có thể vào. Luật đặt ra là để phá luật. Ít nhất đây là những gì Chu nghĩ. Sắp có bất ngờ rồi. Jack, tớ tưởng cậu thích phim kinh dị chứ. Lần này zombie sẽ thử vào bằng cách nào đây? Áo hoodie. Cậu nghĩ nếu che mặt thì không ai để ý cậu sao? Nhưng cách cậu đi sẽ tố cáo cậu đó nha. Ivy đã chú ý. Giờ cậu phải giải thích sao lại đi như vậy. Hay là nói cậu bị thương. Nhưng Ivy vội vàng cấp cứu. Kháng cự vô ích. Ivy là người được đào tạo nắm bóp. Chân của Chu sắp rơi ra rồi kìa. Đợi đã, cậu là zombie. Cậu biết luật mà. Không zombie ở rạp phim. Lấy chân mà ra khỏi đây đi. Wow, mọi người đều rất vui kìa. Vì phim hài zombie cuối cùng cũng ra mắt. Nhưng nàng zombie hàng xóm thân thiện sẽ thích mấy trò đùa này chứ? Có vẻ là không. Khó mà làm lơ tiếng khóc của cô. Sao vậy? Với Chu, đây là chuyện cá nhân. Bộ phim làm cô nhớ rất nhiều về chú của chú cô. Chu rất buồn.
lại một ngày khác, một cơ hội khác cho Joy lẻn vào trong rạp phim. Xin lỗi nha, luật vẫn chưa được đổi. Zombie vẫn bị cấm vào trong rạp. Tất nhiên là cô nàng rất thất vọng. Cô sẽ thử lại lần nữa. Cô đã thực hiện mẹo với đôi mắt. Nhưng đây là chiến lược mới. Joy lăn mắt mình vào trong rạp phim. Thật không may, không ai ở đây để tán thưởng tài năng của cô cả. Nhưng đôi mắt đã gần đến đích của chúng. Các khán giả khác ấn tượng bởi vẻ đẹp của đôi mắt Jun. Họ nghĩ đây là một dạng đồ chơi. Lần này Jun sẽ không được coi phim rồi. Nếu cậu là zombie, cậu phải liên tục nghĩ ra cách mới để vào trong rạp phim. Vì nếu không có kế hoạch để lẻn vào, làm sao cậu có thể coi phim được? May mà Jun có bạn bè sẵn lòng giúp đỡ. Ví dụ, họ sẽ cố gắng đưa cô nàng vào trong chiếc ba lô mèo. Nhưng mà cô không vừa. Nhìn nè, giống chiếc ba lô được làm cho việc này. Đừng quên rửa ba lô sau vụ này nha. Và đừng quên lấy phần còn lại của Jules. Nhưng phần đó có thể đợi. Còn giờ, xem phim thôi nào. Lần này là phim gì đây? Hôm nay Ivy không có tâm trạng. Cô để Jules vào. Wow, sốc thật đó nha. Như vậy, nghĩa là không ai cắm nữa. Không thể tin là may đến như vậy. Giờ thì cái gì đây? Bánh thức khét đảo. Như vậy quá đáng rồi. Không mang đồ ăn vào rạp, cậu sẽ phải nhịn đói mà vào. Ew. Sau khi Jules lỡ mất cơ hội để xem Rainbow, cô đang bù lại bằng cách coi phim khác. Dạo này cô không may mắn cho lắm. Cô còn hết cả bắp rang. May mà hàng xóm của cô nàng còn nhiều. Cô có thể xin, anh chàng sẽ không phiền đâu. Nhưng cô vô tình để lại cho anh một mảnh của mình, là một ngón tay. Nếu cậu lấy gì đó từ người khác, lần sau cố đừng để sót lại gì nha. Ôi trời, anh chàng sợ rồi kìa. Và giờ ai cũng biết ở đây có zombie. Anh chàng tội nghiệp quá hoảng và không thể ngừng la hét. Ivy nghĩ cậu ta bị mất trí và đề nghị gọi bác sĩ tâm lý giỏi tới. Nhưng Jules lấy được chỗ bắp còn lại. Hôm nay lại chiếu một bộ zombie khác và Jules chắc chắn sẽ vào được trong rạp, mặc dù phải chống lại luật. Bởi vì cô là ngôi sao bộ phim. Đâu thể nói với ngôi sao bộ phim rằng cô không được vào. Đúng, cậu hiểu rồi đó. Ivy, nhanh lên, đừng bỏ lỡ cơ hội. Chụp selfie với ngôi sao nào. Nhưng cô đã quen với việc bị chú ý. Giờ thì hết đường trốn các fan hâm mộ nha. Nhưng không bị cấm nữa. Tuy nhiên, cô sẽ không thể tận hưởng bộ phim. Cô sẽ phải ký tặng. Đây là cái giá của sự nổi tiếng, nhưng cũng đáng mà. Chúng ta đã biết anh chàng này rồi. Jules đâu? Và cậu ta lấy em bé đâu ra vậy? Nó cắn kia. Là đầu của Jules. Hiểu rồi, cậu nên làm gì đó với ngón tay mình, Ivy. Nha, sau khi cậu thấy đỡ hơn. Quá trễ rồi. Giờ mọi thứ đã khác. Giờ chỉ có zombie mới được vào trong rạp. Ba người thương là trái luật. Nhưng anh chàng này có ý tưởng. Kế hay đó nha. Ivy không hề nghi ngờ sau khi thấy hình phản chiếu. Và cậu đã lẻn vào thành công. Ivy, cậu đi đâu vậy? Cấm zombie. Giờ cậu sẽ mãi là bảo vệ của rạp phim này.
Bạn thích câu chuyện ngốc nghếch về Zombie Jules chứ? Bình luận cho bọn mình biết cách bạn giúp zombie lẻn vào trong rạp phim nha. Và hãy nhớ nhấn thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới từ Trum Trum Trick.